Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình muốn giới thiệu một cây đèn pin giá rẻ và chất lượng rất là ngon đến từ Fenix, đó là C6 phiên bản thứ 2. Fenix C6 là một cây đèn pin nằm trong cái nỗ lực rất là lớn của Fenix để mà phổ cập một cây đèn pin chất lượng tốt và giá rẻ tới tay mọi đối tượng khách hàng, và đặc biệt là khách hàng phổ thông. Khoảng 2 năm trước là năm 2017 thì mình đã có một bài đánh giá về cây Fenix C6 phiên bản đầu tiên. Đây là cây Fenix đời đầu. Nói qua một chút, đó là cái cây C6 Fenix họ nhắm thẳng tới hai thị trường đông dân nhất thế giới, đó là Trung Quốc và Ấn Độ. Chính vì vậy mà các bạn cũng không thể tìm được thông tin nào mà, hoặc là rất là ít thông tin về dòng C6 ở trên web của hãng hoặc là trên Google. Nhưng mà bây giờ thì bisu.vn thì họ đã đưa được cái dòng Fenix C6 phiên bản thứ 2 này về đến thị trường Việt Nam để mà phục vụ mọi người. Thì mình thấy là trong cái mức giá là khoảng 1.180.000, đó là cái giá bán cây này thì nó gần như là không có đối thủ về chất lượng và hiệu năng, cũng như là về cái chế độ bảo hành 5 năm. Đây là cách đóng hộp của đèn, thì mình cũng đã bóc ra rồi nên là giới thiệu tí thôi. Cây này nó có công suất tối đa là 900 lumen, dùng cổng sạc USB ở trên thân, và đi kèm là một viên pin 18650 của Fenix có dung lượng là 2600 mAh. Ở mặt sau là thông số các mức sáng và runtime của đèn. C6 V2 nó có 4 mức sáng, mức thấp nhất là 30 lumen và mức cao nhất là 900 lumen. Ở 900 lumen đèn nó đặt khoảng cách chiếu xa là 200 m. Và tuy đây là một cây đèn pin giá rẻ, nhưng mà cái chất lượng gia công của nó cũng như là cái cấp độ bảo vệ và chống nước của nó thì y như là các dòng cao cấp. Nó có thể chống nước ở cái chuẩn bảo vệ là IP68, tức là chống nước ở độ sâu 2 m trong vòng nửa tiếng và chống va đập tới 1 m. Đi kèm thì chúng ta sẽ có một viên pin 18650 nó có sẵn ở trong đèn đây. Pin này là pin chất lượng cao của Fenix, có mạch bảo vệ và là loại đầu lồi. Ngoài ra thì có một cái cáp sạc micro USB. Cái cáp này khá là dài và thuộc là chất lượng tốt đấy. Đây, mình làm nó hơi rồi thì nhưng mà để gấp gọn lại được. Đây là cáp chất lượng rất là tốt, nó dùng để sạc thẳng cho cái cổng sạc ở trên thân đèn. Ngoài ra thì còn có phụ kiện như là cái dây đeo tay này. Dây đeo tay của Fenix thì mình thấy nó là thiết kế khá là tù, nhưng mà bù lại thì rất là chắc chắn, bởi nó để chịu lực tới khoảng hơn 20 cân rồi mà, rất là chắc chắn. Chúng ta sẽ có hai cái gioăng cao su chống nước dự phòng, một cái nắp đậy công tắc dự phòng và một cái nắp đậy cổng sạc dự phòng. Có thể thấy là Fenix họ rất là chu đáo. Thì mấy phụ kiện này sẽ để sang một bên. Cái ấn tượng đầu tiên của mình về Fenix C6 V2 đó là kích thước của nó, đèn rất là gọn gàng. Cái chiều dài này thì chỉ khoảng 13 cm, và trọng lượng của nó chưa tính pin là trọng lượng cả pin của nó chỉ là 120 g. Đèn rất là gọn gàng để mà cầm nắm cũng như là bỏ túi. Đầu đèn thì kích thước của nó bằng với thân, vì thế mà các bạn bỏ vào túi nó sẽ không có cái cảm giác là bị cộm. Tuy là một cái cây đèn pin thuộc phân khúc giá rẻ, nhưng mà C6 nó có chất lượng gia công cực kỳ là tốt, và nó không hề thua kém gì bất kỳ những cái dòng cao cấp nào khác và có giá tiền tương cao hơn. Chúng ta sẽ có một cái công tắc đuôi. Ngoài ra không còn công tắc nào khác trên thân, mọi thao tác của đèn đều thực hiện qua công tắc đuôi. Đèn nó có thể vặn ra làm được 3 phần, đó là phần đuôi này, phần đầu và phần thân. Có thể thấy thân đèn làm rất là dày. Cái phần dày nhất của thân phải đến khoảng 1 mm. Và nó được mạ anode cấp độ 3 siêu cứng để mà nó chống chảy xước cũng như là chống móp méo. Ở mặt bên trong của thân các bạn thấy đây, cũng được mạ luôn. Có thể thấy chất lượng gia công là không có gì phải bàn cãi cả. Ở công tắc thì chúng ta sẽ có cái tiếp xúc bằng lò xo. Cái tiếp xúc này được mạ vàng để mà giảm tối đa cái nội trở của công tắc, giúp đèn nó dẫn điện tốt hơn. Và ở đầu đèn thì cũng có một cái lò xo tương tự. Việc mà cả đuôi lẫn đầu nó đều dùng tiếp xúc bằng lò xo thì nó sẽ giúp đèn nó không kén pin, tức là nó có thể dùng ở pin đầu phẳng là pin đầu lồi. Như viên pin đi kèm là viên đầu lồi. Tuy nhiên là các bạn cũng có thể dùng pin đầu phẳng như là pin cell ấy để mà dùng cho đèn, rất là tiện và đèn nó không kén pin. Có thể thấy là ở phần cụm công tắc này nó có một cái chốt phe, cái này gọi là chốt phe các bạn ạ, để mà có thể giữ cố định được cả cái cụm công tắc. Thì để mở cái này ra thì chúng ta chỉ cần một cái kìm mở phe thôi, có thể mua ở ngoài tiệm với khoảng mấy chục nghìn, mở ra để mà thay cái đúng công tắc này chẳng may nó bị rách, tức là tiện. Thì chung thì đèn có thiết kế đơn giản và cũng không có chi tiết gì gọi là quá phức tạp, nhưng mà từng cái chi tiết thì đều được chăm chú rất là tốt. Chẳng hạn như là ở phần đầu đèn thì chúng ta sẽ có các lá tản nhiệt khá là lớn để mà giúp đèn nó hoạt động ổn định ở trong thời gian dài. Ở thân đèn thì nó được gia công CNC với kiểu các vân dạng kim cương, và ở đuôi đèn cũng vậy. Các vân dạng kim cương này thì nó sẽ giúp chúng ta cho cái cảm giác cầm nắm rất là tốt và nó không bị trơn trượt, kể cả khi mà dùng đèn, khi mà tay nó ra mồ hôi chẳng hạn, cũng không bị trơn trượt, thao tác rất là nhanh. C6 thì cũng đi kèm một cái clip cài túi. Đây là một cái điều mà mình thấy không thể thiếu ở một cây đèn pin ADC. Cái clip cài túi này thì có thể xoay 360 độ xung quanh thân đèn và nó sẽ giúp tới 2/3 cây đèn nó nằm gọn trong túi quần của bạn một cách rất là chắc chắn. Nhưng mà một cái nhược điểm của cái clip này là mình thấy nó hơi bị cứng. Đây, mọi người có thể thấy đây, khá là cứng, máy nó hơi bị mất nét một chút, các bạn thông cảm. Đây, cái kiểu cứng như này thì khi mà cài trong túi nhiều nó có thể gây mòn hoặc là gây rách ở cái chỗ mà chúng ta cài. Đuôi đèn tuy là dùng công tắc đuôi nhưng mà cái phần đuôi của nó được làm thấp hơn cái phần vỏ, vì thế mà đèn hoàn toàn vẫn có được cái khả năng đứng đuôi, em mọi người có thể thấy. Và chúng ta sẽ có 4 cái lỗ xỏ dây đeo tay ở đây, 4 cái vị trí xỏ dây. Cái công tắc này là công tắc cơ và được bọc nhúng cao su, vì thế mà nó cho cái cảm giác cầm nắm và cái thao tác rất là tốt. Mình sẽ nói qua một chút về cái giao diện sử dụng của đèn. Thì giao diện sử dụng này rất là đơn giản thôi, để mà giúp cả người lớn tuổi cũng có thể dễ dàng làm quen được. Chúng ta sẽ bật tắt đèn bằng cách nhấn công tắc một lần. Đây, nhấn đến khi nghe được tiếng click là đèn nó đã bật. Còn tắt đi cũng như vậy, click phát là tắt. Để mà chuyển mức sáng thì các bạn sẽ bật đèn lên, sau đó nhấp nhẹ vào đuôi công tắc, nhấp nhẹ thôi nhé, nhấp khoảng 30% lực thôi. Đó. Mỗi lần nhấp thì đèn nó sẽ chuyển qua một mức sáng 2 3 4 1 2 3 4. Đó, nó chuyển rất là nhanh và không có độ trễ. Cái này nó chỉ có 4 mức sáng duy nhất thôi và nó không có chế độ nháy nhấp gì cả, vì thế mà thích hợp dùng cho người già, bởi vì họ khá là hay bấm nhầm. Và đèn nó còn có chế độ nhớ mức sáng, tức là các bạn bật mức sáng nào lên mà để nó quá 2 giây, sau đó tắt đèn đi và lần sau bật lại thì đèn nó vẫn ở mức sáng đấy. Cái chế độ nhớ mức sáng này thì nó sẽ giúp chúng ta truy cập nhanh vào cái mức sáng mà hay sử dụng nhất, rất là hay. Ở đầu đèn thì mình vừa nói là nó có các rãnh tản nhiệt khá là lớn. Ngoài ra thì chúng ta có một cái đèn led báo pin ở đây. Cái đèn led báo pin này nó sẽ sáng khi mà cái đèn của ta được kích hoạt. Đây, mọi người có thể thấy là đèn nó đang chuyển sang màu vàng. Nó sẽ có 3 trạng thái. Thứ nhất là màu xanh là cây, thứ hai là màu vàng, thứ ba là màu đỏ. Nó tương ứng với phần trăm pin đấy. Xanh là cây là pin còn đầy, vàng là pin còn khoảng 1/4. Còn nó mà chuyển đỏ tức là pin nó gần cạn rồi, thì lúc này là các bạn nên cầm đèn đi mà sạc hoặc là thay pin. Đây, bây giờ nó chuyển đỏ rồi đây, pin gần hết rồi. Thì để mà sạc pin thì chúng ta sẽ sạc qua một cái cổng micro USB nằm ở phía đối diện. Cái cổng này thì nó nằm ở gần đầu đèn và được đậy bằng một cái nắp đậy bằng cao su khá là chắc chắn. Để mà sạc pin chúng ta sẽ tháo cái nắp đậy này lên. Và một cái điều khá là đáng tiếc đó là đèn nó không chống nước từ bên trong như các dòng đèn cao cấp khác. Cái cổng sạc này nó không chống nước từ bên trong như là UC52 này, TK72R, UC35, TK20R. Tuy nhiên là với cái giá tiền này thì cũng không phải đòi hỏi thêm một gì nữa. Và có lẽ là Fenix họ làm vậy để phân biệt được giữa dòng đèn bình dân và các dòng đèn cao cấp, vì thế chúng ta cũng không thể trách được gì. Thì để mà bây giờ mình sẽ sạc thử pin. Cái việc là tích hợp cái cổng sạc ở trên thân đèn như này nó rất là tiện trong cái quá trình sạc, và nó cũng giúp chúng ta sạc đèn nhanh chóng hơn. Chẳng hạn như là mọi người mà đi chơi xa đâu chẳng hạn thì cũng không cần phải mang một cái sạc pin nó cồng kềnh nữa, mà chỉ cần mang theo một cái dây sạc và có thể sử dụng bất kỳ cái nguồn USB 5V nào, như kiểu là từ sạc dự phòng, từ sạc điện thoại, sạc laptop để mà sạc cho đèn. Thì trước khi sạc mình sẽ cắm một cái thiết bị đo để vào. Cái thiết bị này thì nó sẽ đo dòng sạc để chúng ta xem nó có ổn định không, nhanh không. Cắm một đầu USB vào đây, đầu còn lại thì cắm vào cổng sạc của đèn, lắp nhanh vào. Khi mà sạc thì cái đèn này các bạn thấy là nó sẽ báo đỏ này đó, và khi mà gần đầy nó sẽ chuyển ra màu xanh, đầy hẳn nó chuyển ra màu xanh. Và các bạn yên tâm là đèn nó sẽ tự ngắt, tức là có thể sạc qua đêm mà không cần phải trông nom gì cả, sáng dậy chỉ cần rút ra và đã có một cái đèn đầy pin để mà dùng. Đây là dòng sạc, có thể thấy dòng sạc nó xấp xỉ là 0,8A, tức là gần 1A. Cái dòng sạc này thì rất là ổn định và nó phù hợp cho một cái cây đèn nó tích hợp sẵn ở cổng sạc như vậy. Bởi vì là nếu mà dòng sạc nó cao quá thì đèn nó sẽ bị nóng và không tốt cho pin lẫn cả đèn. Với cái dòng sạc như này thì trung bình thì sẽ mất khoảng 3 tiếng để sạc đầy một viên pin 2600 mAh. Và nếu mà dùng loại pin có dung lượng cao hơn là 3500 thì nó sẽ chỉ mất khoảng 4 tiếng thôi, rất là nhanh. Mỗi lần sạc pin xong thì mọi người nhớ đóng cái nắp cổng sạc này lại để mà nó đảm bảo khả năng chống nước IP68 của nó. Và cuối cùng là nói về cái phần hệ thống quang học. Cây Fenix C6 phiên bản 2 này thì nó dùng led Cree XPL-HI. Đây là cái dòng led mới nhất của hãng Cree của Mỹ. Nó hiệu suất tốt hơn các dòng led cũ như kiểu là XM-L2 và nó cho cái khả năng chiếu xa tốt hơn. Thì cái led này nó kết hợp với cái chóa trơn. Có thể thấy Fenix C6 phiên bản 2 nó dùng với chóa trơn, cũng không gọi là sâu lắm, nhưng mà với cái độ sâu như này thì nó hứa hẹn nó sẽ cho ra một cái beam sáng khá là cân bằng và rất là tròn đều. Nó kết hợp cân bằng giữa chiếu rộng và chiếu xa. Mặt kính đây, mặt kính là phủ lớp chống phản xạ như các dòng đèn cao cấp khác. Ở đầu đèn thì sẽ có 5 cái chấu benzen. 5 cái chấu này thì các bạn có thể dùng để mà tự vệ, hoặc là dùng khi phá kính ô tô, hoặc là đơn giản là nó bảo vệ cây đèn nó khỏi bị xước mặt kính khi mà chúng ta để dựng đứng như này. Ok, thì bây giờ mình sẽ test thử cái khả năng chiếu sáng của đèn ở trong nhà cũng như là. Bây giờ mình sẽ chuyển qua lại lần lượt 4 mức sáng. Đầu tiên là mức thấp nhất ở khoảng cách gần. Đây là mức sáng 30 lumen. Có thể thấy là camera bắt sáng khá là tốt, vì thế chúng ta thấy được là 30 lumen thì dùng trong nhà rất là ổn. Thậm chí là nhìn khoảng tầm chục mét đổ lại thấy rất là ok. Cái mức này dùng loanh quay trong nhà thì nó không gây chói mắt. Thế nhưng nó đã nhảy lên 100 lumen. 100 lumen dùng trong nhà có vẻ hơi sáng quá, mình thấy là vậy. Còn cái mức này dùng ngoài trời thì ổn, rất là ổn. Kiểu đi mà nếu mà đi rừng ấy, đi rừng qua đêm thì dùng 100 đến 300 lumen thì nó đủ nhìn, với cả nó cho runtime rất là tốt. Bây giờ mình nhảy lên 300 lumen này. Mọi thông cảm là mấy cái xe ở dưới đường nó sáng hơi bị phá một tí. Đây là 300 lumen thực tế của đèn. Tắt đi này, tối ôm, mọi thấy tối ôm, bật lên 300 lumen thôi nhá. Ánh sáng rất là đẹp. Đây là 900 lumen. Cái này có thể thấy nó chiếu rất là cân bằng, nó không quá gom, không quá tỏa. Nhìn nó khoảng 120 m đổ lại rất là ok. Hôm nay có trăng sáng ngoài nên là chiếu lên cái chung cư kia không thấy rõ lắm. Bình thường mình hay chiếu lên đấy, đây không có đèn đây. Chiếu rất là tốt. Chiếu xuống đường, tắt đèn đi này. Bật lên 900 lumen. Nhìn xa rất là tốt mọi người ạ. Ba mươi lumen này. Nói chung mình thấy cái mức 30 lumen này nó hợp lý hơn là Cái mốc Moonlight hơi tối quá. Chỉnh 900 lumen. Ok. Có cái đèn đường nên hơi phá đám. Vậy mình nghĩ cũng đủ để mọi người có thể thấy được cái khả năng chiếu sáng rất là tốt của Fenix C6. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ bấm subscribe và like video của mình nhé.